tôi xin chào bà con tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đây, hồi nãy thần nông tôi có hô biến ra hai bó sen này, bà con có biết để làm gì không? Không nói sao biết đúng không? Là bởi vì chương trình Đường Đua Bồ Lúa bao giờ cũng xuất hiện hai vị thần là bạn của tôi, đó chính là thần thời tiết và thần dịch hại. Ta nói hai vị thần đó mà xuất hiện là đảm bảo sẽ gây khó khăn, gây trở ngại cho hai đội chơi. Chính vì vậy, thần nông tôi quyết định biến ra hai cái bó hoa sen biểu tượng của Đồng Tháp để mà tặng cho hai vị thần đó. Mong rằng hai vị thần đó sẽ đừng có gây khó khăn cho hai đội chơi trong chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Mời bà con chúng ta dành một tràng pháo tay thật to và cùng chào đón hai vị thần, thần thời tiết và thần dịch hại. Đi bộ vô. Ủa, bữa nay ông hiện thân sao lạ quá ta. Bữa sao? Trước là hiện thân là ông Hoàng Sơn, còn bữa nay hiện thân là ông Hứa Minh Đạt. Trời ơi, sao ông nhiều hiện thân quá vậy? Ông Hoàng Sơn, ông bận chạy xô đi phá chỗ khác rồi. Trời đất ơi, bây giờ đây thế ông Hoàng Sơn, xuống Đồng Tháp tôi phá ở đây. Trời ơi, rồi bữa trước tôi thấy ông hiện thân là ông Chí Tài nữa. Không có phải. Trời ơi, cái ông thần dịch hại là có một ông thôi. Nhưng mà ông ác quá, ông đi ra rồi ông sợ bà con chọi đá ông. Cho nên ông mới biến người này, ông biến qua người nọ, ông biến qua người kia. Ông đổi cái gương mặt của ông để cho người ta đừng có nhận dạng ra ông. Nhưng mà cái kiểu cái gương mặt cái bộ râu là nhìn thấy ác rồi. Ôi trời đất ơi, mà đúng ông rồi đó. Có biến cỡ nào ông phải cạo cái bộ râu đi. Còn chị thì sao? Tôi là con người có cảm xúc. Cảm xúc là có sao? Có nghĩa à? Là tôi á, con người sống theo cảm xúc, là có lúc nắng, lúc mưa, lúc vui, lúc buồn. Ờ thì đó, bà đụng ai bà cũng xúc hết. Không, có nghĩa là lúc nào bà con làm tôi vui thì là tôi giúp, tôi để mưa hưởng gió hòa. Chừng nào mà bà con thấy ghét, lúc đó tôi mới hại. Thôi rồi, thôi bây giờ chị nè, coi như ngày hôm nay để chào đón hai vị thần dễ thương của tôi, vị thần thời tiết, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Và ông thần này á, cái mặt ông hiền nhưng mà không ai biết cái tâm địa của ông như thế nào. Không biết ngày hôm nay ông có phá phách hay không, nhưng nói gì thì nói, chúng ta phải dành một tràng pháo tay chào đón thần dịch hại Hứa Minh Đạt. Tôi thay mặt bà con ngày hôm nay tôi có bó hoa, tôi tặng chị. Tôi thay mặt bà con, tôi có bó hoa, tôi cúng anh. Tôi tặng ông. Thần mà có sao đâu. Nhưng mà ngày hôm nay nhận sen rồi, thấy cảm giác sao? Thấy bà con hôm nay ngày sao? Hồi đó giờ đi phá phách người ta không? Ta đánh, ta đuổi, ta giết tôi. Tự nhiên bữa nay tới đây bà con lại yêu thương tặng bông cho tôi. Đi phá người ta mà được người ta yêu mến, người ta mến mộ. Tôi cảm xúc quá. Bữa nay tôi phá banh xác luôn. Bây giờ mà có fan hâm mộ mà. Bây giờ đàn em cũng không đâu hết trơn à? Tôi giấu hết rồi. Bữa nay tôi rủ tới đây 500 anh em lận nè, sâu nè, châu chấu nè, tất cả những dịch hại tôi kéo tới đây nè. Đông lắm, lát nữa là tôi thả ra cho nó quậy banh xác đây luôn. Trời ơi, điều này chắc tôi nghe ông khẩu về trời luôn quá. Phá quá vậy. Dám đâu, cái này là nhiệm vụ của trời ban xuống. Phải làm những cái này khó khăn cho những vụ mùa để bà con mình phấn đấu lên, càng ngày càng phát triển, có động lực để mà lao động nhiều hơn. Rồi. Ông trời chiêu xuống làm vậy mà. Vậy đó ha. Ông phá tôi nữa, tôi phá ông luôn. Trời ơi, thôi mà suốt ngày cứ hâm thần nông tôi. Tôi kêu những con bọ bay tới nhà ông, ăn hết tóc của ông luôn. Trời đất ơi, tóc. Thấy chưa? Trời đất ơi, thôi được rồi. Xin cảm ơn thần dịch hại và thần thời tiết. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón hai đội chơi xuất hiện trong chương trình Đường Đua Bồ Lúa ngày hôm nay. Hồ Biên. Bà con cho thần nông một tràng pháo tay nha bà con. Rồi bây giờ cho thần nông hỏi đội màu đỏ, trong ba vị thần ở trên sân khấu, bạn thích thần nào nhất? Hỏi ép quá. Thích bạn thần nào không? Không biết đội màu xanh chúng ta trong ba vị thần ghét nhất thần nào nhất? Ghét thần nào? Ghét thần nào? Rồi, xin chào đội đỏ. Bây giờ gọi cái tên đội đỏ nghe nó kỳ quá. Không biết đội chúng ta có tên chưa? Dạ có rồi. Đội mình tên gì à? Đội em thì xin đọc bốn câu thơ để đố lại thằng dịch hại và thằng thời tiết. Là nghiêng vành nón lá em chào, hồn anh nghiêng ngả, viên đào tơ vương,
miền Tây sông nước vắng vương, thương em chèo lái, đưa anh đợi chờ. À, đây là cái vật phẩm, vật dụng của miền vùng Nam Bộ và cũng cả con người Việt Nam. Câu đầu đã có đáp án rồi. Tên gì? Nô La. Chính xác. Hồi nãy câu đầu đã có đáp án rồi. Bây giờ bên kia người ta có tên đội rồi kìa. Không lẽ bên mình có cái tên đội màu xanh nghe nó kỳ quá. Không biết bên đội mình là tên gì à? Bên đội mình cũng có tên rồi. Nhưng mà để khán giả và ba vị thằng đón thử coi tên đội là tên gì nha. Với em dòng nước vơi đầy, mời anh có dịp ghé đây một chiều, phù sa màu mỡ phì nhiêu, cho ta trái ngọt hồn phiêu miệt vườn. Đội gì? Phù sa. Đúng rồi, đội em là đội phù sa. Kính thưa quý vị, bây giờ trên sân khấu hai đội của chúng ta đã có tên rồi. Một bên á là đội phù sa, một bên là đội nón lá. Và bây giờ mời hai đội chúng ta cùng bước vào vòng đầu tiên của chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Chào mừng bà con Hồng Ngự đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Đường Đua Bồ Lúa mang tên Vòng Gieo Trồng. Thế lệ vòng gieo trồng. Trong vòng 2 phút, từng thành viên lần lượt đẩy xe bò đến thần thời tiết và thần dịch hại để nhận câu hỏi và trả lời. Trả lời đúng, đẩy xe bò đến thần nông, nhận một hạt lúa. Trả lời sai, thành viên đó quay lại vị trí xuất phát và chuyển xe bò cho thành viên tiếp theo. Không biết đội nào sẽ thi trước đây, cho nên chúng ta phải trải qua một thử thách nho nhỏ. Đó chính là bốc thăm. Trên tay của tôi có 2 lá thăm nha. Một lá thăm số 1 là thi trước, lá thăm số 2 là thi thứ hai nha. Hai đội chọn đi. Chọn. Rồi, mở ra. Số 2. Số 1. Số 2. Như vậy, đội nón lá sẽ được ưu tiên thi đầu tiên trong vòng thi này. Mời bà con chúng ta cùng bước vào vòng thi gieo trồng. 2 phút dành cho thử thách gieo trồng bắt đầu. Nhanh lên anh ơi, nhanh lên anh lên. Lắng nghe kỹ câu hỏi, bà con nghe ơi. Mà nhanh nghe nè. Bánh tét lá cẩm là đặc sản của tỉnh nào? Bến Tre. Chưa chính xác, về chỗ. Nhanh lên. Lên nhau dạ. Chưa chính xác, tức nghĩa là chúng ta phải quay xe về để cho người chơi. Bánh tét lá cẩm là đặc sản của tỉnh Cần Thơ. Rồi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi nè, rồi nè, tới tôi nè, tới tôi nè. Mắm Châu Đốc là đặc sản của tỉnh nào? Tỉnh nào? An Giang. Chính xác. Chạy nhanh lên. Trời đúng ơi, rồi. Gật đầu với tôi nữa. Mắm Châu Đốc là đặc sản ở tỉnh An Giang. Tiếp. Điền vào chỗ trống, lại trời mưa thuận chấm chấm chấm, để cho chim tốt mùa tươi em mừng. Vô quà. Chính xác. Nhanh lên. Trời ơi, hồi hộp quá, người ta thi mà thần nông của tôi muốn rớt trái tim ra ngoài luôn vậy hà. Nè lẹ lên đi. Trời ơi. Trời ơi sao bò dữ vậy trời. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi những ta tới tôi đúng không? Tới tôi nè. Cái đuôi hết ngắn lại dài, tiếc chi cứ chắc lưỡi hoài dách vên, đố là con vật gì? Thằng Lan và Thạch Sùng. Rồi chính xác. Chạy nhanh lên. Lẹ lên, lẹ lên đi. Nhanh lên. Hồ Biên. Nghe nha. Chọn A, B hoặc C. Lúa chim lấp ló đầu bờ, hễ nghe chấm 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 phất cờ mà lên. A, gió lớn. B, tiếng gọi. C, tiếng sấm. Tiếng sấm. Chính xác. Đó, lấy lúa. Vậy mới hợp lệ nha bà con. Quẹo qua, quẹo qua, quẹo qua. Nhanh lên. Gần hết giờ rồi bà con ơi. Bà con ơi, cổ vũ lớn lên. Bệnh đạo ô gây hại tất cả giai đoạn là bộ phận của cây lúa là đúng hay sai? Đúng. Đúng. Ba, hai, một. Rồi chạy đi, chạy xong đi về luôn. Hết giờ. Và bây giờ sẽ là thử thách dành cho đội phù sa. Bắt đầu. Lắng nghe cho kỹ câu hỏi nha. Cù Lao Thới Sơn hoặc gọi là Cồn Lân thuộc tỉnh nào? Tỉnh nào? Không biết đâu, không biết. Không biết. Thôi, chạy về, chạy về, lẹ lên. Dạ chưa. Vỗ tay bà con. Đáp án đó là tỉnh gì bà con? Tiền Giang. Rồi, tới tôi. Lắng nghe nè.
Con gì bơi giỏi chạy nhanh, ở cùng với chủ trung thành siêng năng, khi cứu nạn lúc đi săn, khi ra trận mạc lúc chăn dê gù, đố là con gì? Con chó. Không không không. Trời ơi, tôi đố ông xong ông chỉ mặt tôi nói con chó. Chính xác. Trời ơi, ông này nói lâu quá. Lẹ lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy nhanh lên. Rồi chạy lên. Đố ông chạy thẳng mặt tôi con chó. Vỗ tay mà con ơi, vỗ tay nào. Vỗ tay đi. Vỗ tay nhanh lên. Điền vào chỗ trống. Ở đời khôn khéo chi đâu, chẳng qua cũng chỉ hơn nhau. Chấm chấm chấm. Hơn nhau gì? Hơn nhau cái gì? Cái đầu. Cái đầu, về chỗ. Trời ơi, chạy lại lên. Ủa, cái đó là cái gì? Cái đó cái gì? Bà thần thời tiết. Hơn nhau chữ cần. Mà ông nghe bà con nhắc, ông la là hơn nhau cái đầu. Bệnh đạo ôn gây hại ở bộ phận nào của cây lúa được coi là nặng và gây thiệt hại nhất? A. Lá, B. Thân, C. Cổ bông. Cổ bông. Chính xác. Chạy lại lên. Trả lời theo ý của mình là chính xác. Đừng có nghe bà con ở ngoài. Cái mặt của ổng gì đâu mà nó khổ hết sức luôn vậy à. Chạy nhanh lên, cái mặt chăn đùm vậy đó. Tao tưởng là không biết không à. Lẹ lên, chạy lẹ lên mấy cưng ơi. Ủa? Lắng nghe cho kỹ nha. Em chạy ghê vậy. Chọn A, B hoặc C. Nắng chống trưa, mưa chống A tối, B sáng, C chiều. Tối. Chính xác. Chạy lên. Chạy đi. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Đó. Chạy lên, sắp hết giờ rồi nha. 2 phút sắp hết rồi. Bà con tranh thủ chạy nhanh lên. Đội Phù Sa đã mang về cho mình 3 hạt lúa là thưa quý vị. Tác nhân nào gây nên bệnh lem sắp hết giờ. Lúa A, nấm B, bị cúm cả 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kính thưa bà con, sau khi vượt qua thử thách đầu tiên với vòng thi gieo trồng thì đội Phù Sa đã mang về cho mình tổng cộng là 3 hạt lúa. Đội thi nón lá quá xuất sắc, quá tuyệt vời, đã mang về cho đội chúng ta 4 hạt lúa. Như vậy vượt qua vòng thi này thì đội nón lá tạm thời gác đội Phù Sa 1 hạt lúa. Nhưng mà vào vòng trong biết đâu chừng lật ngược thế cờ, bên này sẽ mang về nhiều hạt lúa hơn thì sao, đúng không nào? Bây giờ thần nông tôi mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng bước vào vòng thứ hai của chương trình đường đua bồ lúa. Thần nông tôi xin chào bà con đã quay trở lại với vòng thi tiếp theo của chương trình đường đua bồ lúa. Kính thưa bà con, sau khi trải qua vòng thi đầu tiên thì hai đội đã mang về số lúa như sau. Đội Phù Sa đã mang về 3 hạt lúa và đội Nón Lá đã mang về 4 hạt lúa. Thế nhưng chưa biết là bởi vì trước mắt sẽ phải vượt qua một thử thách nữa ở vòng thứ hai, vòng thi tên gọi là vòng chăm bón, và thử thách này với tên gọi thảy vòng vào cổ vịt. Vòng 2, ném vòng vào cổ vịt. Hai đội cùng tham gia thử thách trong vòng 4 phút. Mỗi thành viên sẽ lần lượt ngồi lên ghế xoay rồi di chuyển qua đường trơn trượt để ném vòng vào cổ vịt. Sau 4 phút, đội nào ném được nhiều chiếc vòng vào cổ vịt hơn sẽ là đội thắng cuộc, được thần nông tặng 5 hạt lúa, đội còn lại nhận 2 hạt lúa. Ủa chị thần thời tiết, bây giờ chị hãy cho biết đi là bây giờ cái tình trạng sức khỏe của chị như thế nào? Rất khỏe, súng ống đã lên nòng. Trời ơi, ghê quá. Bây giờ chỉ đợi bà con ra là tôi bắn. Ủa ông thần dịch hại hả? Ông làm gì ông đứng đó vậy? Súng ở đâu? Tôi đang suy nghĩ cách nào để hại bà con. Ông quên đem súng nghe theo. Nghe là nghe. Hại nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi. Tôi làm gì đâu. Tôi không có xô, không có đẩy gì hết. Tôi chỉ tạt xà bông cho họ đi họ té thôi. Hả? Hai đội chuẩn bị thử thách thảy vòng vào cổ dịch bắt đầu. Cổ vũ bà con ơi. Quay nha, ít nhất là 3 vòng nha. Ít nhất là 3 vòng. Chặt rồi, chưa có điểm. Chặt luôn rồi. Bà con lưu ý, hai đội chơi lưu ý di chuyển cho khéo léo nghe, coi chừng bị té nghe. Nó nghe nè. Đi trên đường rất là trơn trượt nghe. Trời ơi, sao mà cái đội này dính cái đuôi không vậy? Ba vòng. Bà con biết không, ngồi trên cái ghế này mà quay 3 vòng là trời ơi, chóng mặt dữ lắm luôn. Cố gắng lên. Chưa.
chưa có vòng nào hết, chưa có đội nào ghi điểm. Cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi, bạn ơi, bình tĩnh thôi. Trời ơi, mẹ em cũng siêu rớt cái ghế rồi, đi đi. Hơi chóng mặt rồi đó. Trời ơi, rất khó thưa bà con. Bình thường thì chúng ta có thể là thảy vào vòng đào cổ được ha. Nhưng mà khi mà bị coi như là bị xoay 3 vòng là rất là chóng mặt. Xuất sắc, một cái vòng rồi. Đội Phù Sa đã ghi được 1 điểm. Rồi xong. Rồi đội Non Lá cố gắng lên. Cố gắng lên. Ôi, một vòng. Chúc mừng đội Non Lá. Cố gắng lên, thời gian còn dài. Thời gian còn dài, các bạn cố gắng lên. Chúng ta nhìn thấy là những người chơi đang rất là tỉnh táo nha. Cho dù là trên đường có rất nhiều xà bông nhưng mà không khiến cho các bạn trao đảo và té xuống ha. Cố gắng lấy vòng dây. Một vòng nữa. Đội Non Lá đã vươn lên. Vươn lên rồi thưa quý vị. À, nếu như chúng ta ghi nhiều điểm hơn thì sẽ được tặng cho 5 hạt lúa. Ai đội nào ghi điểm thấp hơn sẽ được tặng. Trời ơi, cái đội này hầm như là khoái cái đuôi con vịt hay sao á. Còn là ném vô đuôi không à. Cố gắng lên. Sắp hết giờ rồi. Bà con ơi, cố gắng lên. Cố gắng lên. Nani? Trời ơi, lại dính cái đuôi con vịt, dính cái đuôi con vịt mà. Chỉnh rồi nè. Tôi đề nghị là cắt cái đuôi con vịt. Trời ơi, rồi, cố gắng lên. Không có gì khó cả. 2 vòng rồi. 3 vòng rồi. Sắp hết giờ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Thằng Dịch Hại, có chuyện gì? Ông thấy cái đội màu đỏ này xuất sắc không? Quá hay. Mặc dù ông Hại, phải nói là ông Hại mà nhiệt tình nhất đó nha. Tôi quay là tôi tạc rồi tùm lum tà la. Nhưng mà không thể nào mà gây khó khăn cho họ. Đội tôi đặt vòng quá giỏi. Hay quá luôn á. Ông thấy chương trình đường đua bồ lúa nó hay không? Ghê lắm. Thử thách người dân, thử thách người chơi mà thử thách ông luôn á. Thiệt, thử thách. Nè, anh này nè. Anh thấy khó khăn gì? Thấy vô gì nè? Thấy vô gì nó vừa tới cái đầu con vịt ra, con vịt nó khỉa cái chân ra lại. Trời đất ơi. Đây nè, còn cái đội này nè thưa quý vị, ác đạn nhất là cái đội này nè. Trời ơi, người ta yêu cầu là quăng vô cái đầu con vịt. Trời ơi, mấy ông nội này quăng vô cái đuôi vịt mà. Hình như là quăng tới 5 cái vòng vô đuôi vịt lận á. Ủa tại sao vậy? Tại thèm phao câu á. Ông khoái phao câu. Trời ơi, nhất phao câu nhì đầu cánh. Cho nên kết thúc vòng thi số 2, đội Phù Sa chỉ ném vô đầu có một con vịt mà thôi, cho nên ghi được 1 điểm. Và đội Non Lá đã xuất sắc vượt qua, ném trúng 3 con vịt. Như vậy với vòng thi này thì đội Phù Sa sẽ được tặng 2 hạt lúa từ Thần Nông, và đội Non Lá xuất sắc cho nên Thần Nông vui sẽ tặng cho 5 hạt lúa. Như vậy là kết thúc 2 vòng thi thì đội Phù Sa mang về cho đội mình tổng cộng là 5 hạt lúa. Đội Non Lá quá tuyệt vời đã mang về cho đội của mình tổng cộng là 9 hạt lúa. Chúc mừng đội Non Lá sẽ tiếp tục bước vào vòng thi thứ 3 của chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Chào mừng bà con quay trở lại với chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Con số 8 ở trên sân. À, đây chính là thử thách cuối cùng của chương trình Đường Đua Bồ Lúa với tên gọi Cấp Bằng Lái Xe Bò. Vòng 3 Cấp Bằng Lái Xe Bò. Đội có 2 phút để từng thành viên cùng MC Kim Tú lấy xe bò di chuyển qua đường số 8. Trên đường đi, đội phải qua đường đinh và di chuyển cột thụ lồi của thần thời tiết, không làm rơi côn trùng trên cây của thần Dịch Hại. Nếu làm rơi côn trùng, đội phải đi lại từ đầu. Mỗi lần hoàn thành đoạn đường này, Thần Nông sẽ tặng đội 1 hạt lúa. Đặc biệt, đội có cơ hội nhận về hạt lúa lộc thần với giá trị nhân đôi hạt lúa thường. Ủa ông Thần? À, ông Thần Dịch Hại. Cái chuyện gì? Ông làm cái gì vậy? Tôi đang làm hại người ta chứ gì? Ủa hại là sao? Ông biết ở ngoài biển không? Ở ngoài biển là người ta phơi khô mực. Còn đây tôi về miền Tây, về Hồng Ngự là tôi phơi bò. What? Phơi bò mà người ta đẩy cái xe bò qua mà rớt con bò tôi một cái, rớt luôn.
phải quay lại từ đầu. Vậy hả? Bây giờ phải chạy sao cho khéo. Ừ, ông giấu bỏ tôi vậy. Giỡn 500 anh em của tôi đó. Tôi đem tôi đi coi như là tôi chiên bộ của anh đó. Cột thu lôi này của chị đúng không? Chị Thời Tiết. Đúng. Tại sao chị lại để cái cột thu lôi trắng trên đường của người ta làm gì? Tôi thích trắng đâu tôi trắng. Ngày hôm nay thần nông tôi biết bà con rất là khó, cho nên thần nông tôi có mời tới đây một người để mà hỗ trợ cho bà con. Mời bà con chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón gương mặt đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, đó chính là chị Lý Kim Tú. Về phe tụi tôi đúng không? Dạ không có. Ngày hôm nay thì em sẽ đại diện cho công ty và cùng với thần nông để mà giúp người nông dân làm sao để thu hoạch được thật là nhiều hạt lúa nhất. Và bây giờ 2 phút dành cho thử thách cấp bằng lái xe bò bắt đầu. Vỗ tay bà con ơi. Tôi sẽ hại người. Chị Lý Kim Tú có thể đi đằng trước để hướng dẫn xe bò đi qua dễ dàng. Tú ơi dọn dẹp cột thu lôi đi. Trời đi ơi. Qua cầu rồi. Nhớ đừng cắn mứt nha. Đây là chỗ rất là khó khăn. Thật là khéo léo đi qua nha. Cố gắng lên. Trời ơi. Chạy luôn, chạy lên, chạy đã. Đúng rồi. Tranh thủ lúc ông thần. Lúc ông thần kìa. Lúc ông thần rảnh tay kìa, đi qua lại lên. Ủa chị thần Thời Tiết, chị qua chị phơi nắng giùm người ta luôn hả? Tôi thấy bà con khó quá, tôi đứng tôi coi. Đây không phải là chức năng của chị. Ông đi chỗ khác. Lẹ lên. Nè, lần cơ hội cuối cùng. Chậm thôi. À, dướng cái người lại đây. Đó. Qua đây đâu, qua đây đâu. Vậy hay rồi đó. Hay rồi. Cố gắng lên. Vượt qua nè, rồi. Cái lưng ổng nè. Vượt qua cái rồi. Lưng nhanh lên. Thiệt chứ. Nhanh lên. Hay quá. Hay hả? Kìa, thần Thời Tiết đã nổi giận, đã đặt ở giữa đường cái cột thu lôi kìa, dẹp đi. Qua. Cố gắng vượt qua. Trời ơi, sâu bọ. Chừng rớt con cột của tôi nha. Sao đây? Cái lưng nè, cái lưng của ông nè. Có kinh nghiệm. Cái lưng vượt qua đây. Đó. Hay quá. Ông cũng vượt qua đây. Đụng vô một cái. Sắp hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi bà con ơi. Xuất sắc. Trời ơi, thêm nữa kìa. Trời ơi. Trời ơi Nguyên. Lẹ nè. Ông này lẹ nè. Chạy nhanh. Có kinh nghiệm. Thêm một hạt nữa. Hết giờ rồi. 3, 2, 1. Hết giờ. Và bây giờ thần nông tôi và Lý Kim Tú sẽ kiểm tra xem trong số 4 hạt lúa này có hạt lúa lộc thần hay không. À, hạt lúa bình thường. Wow! Fan Max 350SC. Chúc mừng đội đã mang về được một hạt lúa lộc thần. Lúa lộc thần cầm đi Tú. Có khi nào 4 hạt lúa lộc thần luôn không? Hình như. Mở ra giùm. Wow! Wow! Thêm một hạt lúa lộc thần nữa rồi. Hạt lúa bình thường. Chúc mừng đội Nón Lá đã mang về cho đội của mình 2 hạt lúa lộc thần và 2 hạt lúa bình thường. Như vậy, vượt qua vòng này, đội Nón Lá đã mang về cho mình tổng cộng là 6 hạt lúa. Fan Max, sự lựa chọn mới trong phòng trừ sâu cuốn lá. Tác động cộng hưởng tối ưu của 2 hoạt chất thế hệ mới là Clofenapyr và Spiro Diclofen. Fan Max diệt sâu nhanh, hiệu lực kéo dài, kể cả sâu nằm trong cuốn lá. Fan Max đặc trị sâu lá, không gây bộc phát về sau. Fan Max diệt sâu tức khắc. Phú Nông mang đến sự khác biệt. Kính thưa bà con, ngày hôm nay đến với chương trình Đường Đua Bồ Lúa, ngoài việc là đồng hành và tài trợ cho chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông cũng gửi tặng 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh giỏi ở tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Và ngay bây giờ trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hảo, giám đốc Mekong 1 công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, và ông Nguyễn Thanh Hồng, phó chủ tịch hội khuyến học thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, lên trao xe đạp cho các em. Trân trọng kính mời hai ông. Phải nói là rất vui thưa bà con đến đây nè ha, chia sẻ niềm vui với bà con nông dân, với bà con ở tỉnh nhà. Một lần nữa, thần nông tôi xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Hảo và ông Nguyễn Thanh Hồng.
Bây giờ trước khi mà thần nông tôi công bố cái số hạt lúa của hai đội thì thần nông tôi muốn hỏi cái cảm nhận của thần Dịch Hại Hứa Minh Đạt ngày hôm nay, không biết là ông có cái cảm nhận và cái cảm nghĩ như thế nào. Ngày hôm nay thì cơ duyên tôi cũng tới với Hồng Ngự. Tôi nãy giờ là phá vui vẻ thôi. Đúng rồi. Nhưng mà ai cũng đều gặt hái được những thành quả của mình. Tôi chúc cho tất cả bà con ở Hồng Ngự lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào và làm những vụ mùa là phải trúng mùa, trúng giá. Chị Thời Tiết ơi, bây giờ bên kia người ta nói người ta chúc mừng quá trời, không lẽ giờ chị lại đứng yên? Tôi công nhận tôi đi càng nhiều nơi, tôi thấy bà con, nhất là bà con làm nông, cái tính kiên trì, cần cù, chịu thương, chịu khó của bà con là quá tuyệt vời. Dù cho trời đất có như thế nào ha, thời tiết, thiên tai, có lũ lụt, có dịch hại gì chăng nữa, cũng không thể nào làm chùn bước được bà con. Chúc bà con bội thu, bội thu. Và kính thưa bà con và đặc biệt là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đường Đua Bồ Lúa, đội Phù Sa đã quá tuyệt vời, đã mang về 5 hạt lúa tương đương 5 triệu đồng. Và đội Nón Lá đã vượt qua tổng cộng là 3 thử thách, đã mang về 15 hạt lúa tương đương 15 triệu đồng. Chúc mừng cả hai đội. Và ngay bây giờ thần nông tôi xin trân trọng kính mời thần Thời Tiết, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường, và thần Dịch Hại, nghệ sĩ Hứa Minh Đạt trao kỷ niệm chương cho hai đội. Mời hai vị thần. Vỗ tay bà con. Và quý vị khán giả ơi, đừng bao giờ quên khung giờ phát sóng, đó chính là 19:15 chủ nhật hàng tuần trên đài phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Xin trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông với hai nhãn hàng Fanmac và Robin Top đã đồng hành và tài trợ chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Hứa Minh Đạt trong vai thần Dịch Hại. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã quá xuất sắc trong vai thần Thời Tiết. Và đặc biệt cảm ơn hai đội chơi đã hết mình, nhiệt tình. Và trân trọng cảm ơn bà con tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã đến đây tham dự buổi ghi hình ngày hôm nay trong chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Ông đi hại người ta nhiều quá cho nên là không có thời gian đến với chương trình. Thật đông, đây, ai đâu? Ngủ đây nãy giờ nè. Ai vậy? Đây, con đây nè cha. Ngủ ở đây, Dịch Hại mà nãy mơ mơ màng màng nghe ông thần nông ông nói tôi Dịch Hạch. Tôi lộn Dịch Hạch là vô nách nghe. Đội chúng ta mang tên gì? Cò trắng được 3 quả bóng rồi. Trời ơi, trời ơi quá xuất sắc. Nghe có chân, có trời ơi, chân có chân. Ui da chúng tôi thua rồi. Robin Top, thuốc đặc trị lem lép hạt được bà con tin dùng trong nhiều năm qua. Robin Top thế hệ mới ra sân với công thức cải tiến công nghệ siêu mịn, tăng cường thêm tính năng tối ưu phòng trừ lem lép hạt. Robin Top bám dính tốt, thẩm thấu nhanh, phân tán đều, giúp lúa sạch bệnh, hạt lúa vàng sáng chắc hạt. Robin Top, giải pháp đột phá công nghệ Singapore hết lo lem lép. Phú Nông mang đến sự khác biệt.